Bản tin Covid-19 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 8, ai ở đâu ở yên đó. Yêu cầu quân đội, công an sẵn sàng phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh dập dịch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện phương án đi lại, cung ứng hàng hóa, y tế trước ngày 23 tháng 8. Thủ tướng quyết định xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo cứu đói. Siêu thị lại đông đúc sau thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách. Xử phạt nhiều chủ tài khoản Facebook liên quan tin giả về Covid-19. Cần làm gì khi tiêm vaccine Covid-19 mũi 2 trễ hơn dự kiến? Người Đà Nẵng xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân. Người Đắk Nông từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh Covid-19, mừng quá là mừng. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Covid-19 ngày 20 tháng 8 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối ngày 20 tháng 8 năm 2021 trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Đường link đến livestream bản tin đã được chúng tôi cập nhật ở phần mô tả và bình luận của video này.